màn đêm là thời điểm thích hợp, con chuột nhảy này sẽ ra ngoài kiếm ăn. Khí hậu mát mẻ và không còn sự thiêu đốt của mặt trời, nhưng nó phải thận trọng hơn rất nhiều, bởi không biết là có những thứ gì đang chờ đợi nó ngoài kia. Mọi nguy hiểm đang bị bóng tối che phủ. Chỉ cần một chút bất cẩn, nó sẽ không còn cơ hội để quay về. Rắn lục sừng lang thang trong bóng tối để săn tìm nạn nhân. Dường như nó đã đánh hơi ra mùi thịt chuột. Nó sẽ phục kích ở đây. Linh cảm cho nó biết con chuột sẽ chạy ngang qua. Nó cuộn mình lại vào tư thế sẵn sàng tấn công. Nó tài tình đến mức phát hiện mọi chuyển động của con mồi. Mùi hương của con chuột cứ không ngừng bay vào chiếc lưỡi chẻ đôi của nó. Với con chuột, không biết là đã ăn được chút gì hay chưa, chứ nó sắp bị ăn đến nơi rồi cũng nên. Nó loay hoay tìm kiếm thức ăn mà không biết mối nguy hiểm cận kề. Sau nó đớp như điện vậy, để làm chậm lại ít chục lần. Thì ra con chuột cũng có nhảy theo danh xưng chuột nhảy của nó, nhưng nó không nhanh bằng cú đớp như chớp của kẻ đi săn. Thật là tội nghiệp, nhưng không thể làm được gì để giúp nó. Sau khi tiêm nọc độc, rắn lục sừng rút lui. Nó để lại cái xác nạn nhân dần nguội lạnh. Bởi chỉ sau một cú đớp, con chuột sẽ mất sau 90 giây. Sau đó, con rắn quay lại đánh chén bữa tối. Nó yên tâm vào tiệc mà không lo bị con mồi phản kháng gì. Nó sẽ ăn phần đầu trước. Các chi của con chuột sẽ duỗi thẳng hớm theo cơ thể, con rắn sẽ không bị mắc cổ. Nó cố gắng nuốt con mồi càng nhanh càng tốt, bởi với cái miệng đầy thức ăn, nó rất dễ rơi vào tầm ngắm của kẻ đi săn khác. Nhưng nhanh chi thì nó cũng phải mất nửa tiếng để nuốt con chuột xuống bụng. Nó sẽ mất vài ngày mới tiêu hóa hết.